Cái bài mô phỏng này thì một cái dòng nước mà transient, có nghĩa là có sự biến đổi theo thời gian ha. Ở trong một cái ống mà gọi là divergent pipe, có nghĩa là ống divergent pipe, có nghĩa là ống nó có hiện tượng mà nó mở rộng ra phía sau ha. Rồi thì cụ thể là cái dòng á, cái vận tốc của dòng ở inlet á thì sẽ biến đổi tuyến tính á. Và cái bản thân mình sẽ đánh giá cái transient, cái áp suất thay đổi theo thời gian. Cái hình học cũng giống như các bạn đang thấy trên cái hình trên đây ha. Thì mình sẽ có một cái hình học, mình sẽ sử dụng một cái hình học 2D axis symmetric nha. Bao gồm của một cái ống 2 cm đường kính inlet ha. Do axis symmetric nên ở này 1 cm, nhưng mà cái đường kính là 2 cm. Kết nối với cái phần divergent section nè, cái phần mở rộng nè. Rồi thì cái phần mở rộng này có cái đường kính là 4 cm ha. Thì tổng chiều dài của cái ống này là 20 cm. Tính chất của nước ở đây thì ở đây là cái tính chất của nước ha. Rồi thì cái vận tốc ban đầu á ở inlet á là 0.1 m trên giây, và vận tốc cuối cùng á là 1.5 m trên giây. Thì cái quá trình nó sẽ như vậy. Cho 0.1 giây đầu tiên á thì vận tốc sẽ là hằng số và bằng với 0.1 m trên giây. Sau đó vận tốc sẽ tăng lên tới 1.5 m trên giây theo cái mô hình tuyến tính á. Rồi sau đó là sau khi mà tăng rồi á thì nó sẽ trở thành constant á. Thì tổng cái thời gian mô phỏng của mình á sẽ là 0.5 giây. Ở đây cái điều kiện biên này tôi sử dụng UDF á, User Defined Function.